kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Cuộc Sống Khỏe của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Phần sổ tay học mở đầu chương trình hôm nay sẽ là cách phòng tránh nhiễm virus adeno và những thảo dược giúp giảm stress. Những thông tin và cách phòng tránh bệnh rối loạn tiêu hóa sẽ được bác sĩ chia sẻ trong phần hỏi đáp y tế. Cuối chương trình là câu chuyện về liều thuốc tinh thần cho người cao tuổi ở thành phố Hưng Yên. Nhiều phụ huynh đang hết sức lo lắng khi số ca nhiễm adenovirus ở trẻ em tăng mạnh, đã ghi nhận một vài trường hợp tử vong. Trẻ nhập viện với các biểu hiện như khó thở, thở nhanh, rúp lõm lồng ngực, SpO2 dưới 94%, nôn không uống thuốc được, co giật, trẻ có bệnh nền. Vậy làm thế nào để phòng tránh căn bệnh này? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa nhi Lê Mạnh Tuấn, khoa khám bệnh Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên để có lời giải đáp. Virus adeno cũng không phải là virus mới. Hàng năm thì cũng rất là nhiều bạn nhỏ mắc adeno. Tuy nhiên là thời gian gần đây thì adeno được nhắc đến nhiều hơn, bởi vì miền Bắc hiện tại thì số ca mắc adeno đang tăng. Theo báo cáo của Bệnh viện Nhi Trung ương thì đã có hơn 1.400 ca mắc, trong đó thì tỷ lệ nhập viện cũng tương đối cao, và hiện tại đã có 6 trẻ tử vong vì adeno. Đường lây truyền virus adeno thì adeno có thể lây truyền qua rất là nhiều đường, chủ yếu là đường hô hấp. Adeno có thể lây truyền qua đường giọt bắn, qua những giọt khí dung, và khi mà qua đường tiếp xúc với những bệnh nhân nhiễm. Triệu chứng của trẻ khi trẻ mắc adeno thì thường trẻ có những biểu hiện ở các cơ quan như triệu chứng hô hấp, như trẻ có thể ho, khò khè, khó thở, khàn tiếng. Adeno cũng có thể gây các triệu chứng ở bệnh lý đường tiêu hóa, như trẻ có thể nôn, tiêu chảy. Ngoài ra thì có một vài triệu chứng khác của khi trẻ nhiễm adeno mà gia đình cần để ý, như trẻ có thể đau mắt đỏ, có các triệu chứng toàn thân như sốt cao liên tục, khó cắt cơn, và sốt có xu thế hướng là kéo dài hơn. Adeno thì thường gây bệnh ở trẻ em, đặc biệt là những trẻ nhỏ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi. Adeno có thể gây những bệnh cảnh nặng như suy hô hấp, viêm phổi nặng, ARDS ở những trẻ mà có yếu tố nguy cơ như trẻ có bệnh nền, bệnh lý tim mạch, bệnh lý phổi mãn tính, hay trẻ suy dinh dưỡng, nhẹ cân. Hiện tại thì để phòng tránh bệnh adeno thì hiện tại Việt Nam thì chưa có vaccine cho loại virus này. Vì vậy các biện pháp phòng tránh thì chủ yếu là phòng tránh không đặc hiệu, phòng tránh lây truyền qua đường hô hấp, đeo khẩu trang, hạn chế đến nơi đông người. Khi mà có những ca nghi nhiễm như bệnh nhân có những triệu chứng đường hô hấp rồi đau mắt đỏ thì mình sẽ cách ly và hạn chế tiếp xúc, hạn chế dùng chung khăn mặt với những cái ca nghi nhiễm adeno, và kèm theo là hạn chế cho trẻ đến những cái nơi mà tiếp xúc đông người. Ba mẹ có thể cho con bổ sung thêm dinh dưỡng cho trẻ, ăn uống đầy đủ, tích cực vệ sinh đường mũi họng cho con, phải xúc miệng bằng nước muối sinh lý. Ngoài adeno ra thì mình vẫn cần phải đi tiêm phòng đầy đủ các vaccine như tiêm phòng cúm, phế cầu. Có nhiều cách để giảm căng thẳng stress trong cuộc sống như tập yoga, ngồi thiền, thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc, hay sử dụng một số thảo dược. Theo các chuyên gia, việc sử dụng thảo dược tự nhiên giúp cơ thể phản ứng tốt với các yếu tố gây căng thẳng, từ đó loại bỏ căng thẳng stress hiệu quả. Mục sổ tay học hôm nay qua sự chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Đức Trúc, phó trưởng khoa phụ trách khoa y học cổ truyền và phục hồi chức năng Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên, sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một số loại thảo dược có tác dụng giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi. Căng thẳng stress là cái điều khó tránh khỏi khi đối mặt với các áp lực học tập này trong công việc. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể là giải tỏa stress bằng một số loại thảo dược như tự nhiên có sẵn trong nhà. Trong cái đông y thì là một có những cái vị thuốc mà rất là hiệu quả trong cái điều trị stress. Điển hình như là vị cúc hoa. Theo y học cổ truyền, cúc hoa là một cái dược liệu nó có vị đắng này, tính bình, hơi hàn, và được quy vào kinh phế can tỳ, có tác dụng là thanh can, minh ngục. Dược liệu này được dùng trong dân gian để làm thuốc chữa các cái bệnh như là nhức đầu, đau mắt này, chảy nước mắt này, cao huyết áp, sốt, đặc biệt làm giảm lo âu, stress là khá là hiệu quả. Cách dùng thì cho khoảng tầm 5 đến 7 bông vào 50ml nước sôi hãm khoảng tầm 20 phút uống vào hàng ngày. Kiêng kỵ là kiêng dùng trong những trường hợp là dương hư, đau đầu này, nhưng sợ lạnh và tỳ vị hư hàn, đi ngoài phân lỏng thì chúng ta có thể là kiêng kỵ những cái cúc hoa. Vị thuốc thứ hai là cái vị thuốc bạc hà. Bạc hà có tính là vị cay này, tính mát vào tâm phế. Bạc hà có công dụng là trị ho, cảm mạo phong nhiệt. Người bệnh là sốt cao, đau đầu nhẹ,
và ngoài có thể ngàn mũi cũng là dùng bạc hà được. Một nghiên cứu cho thấy là tinh dầu bạc hà tạo lên mùi thơm có tác dụng là giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi, giúp tăng sinh lực rất là tốt. Cách dùng chúng ta lấy khoảng tầm 10 gram lá bạc hà khô hoặc hãm sắt hàng ngày. Thì kiêng kỵ những người có khí hư, huyết hao, can dương thịnh, biểu hư, mồ hôi nhiều không nên dùng. Vì thuốc thứ ba chúng ta có thể dùng là nhân sâm. Nhân sâm có vị ngọt, tính hơi lạnh, có tác dụng là đại bổ nguyên khí này. Sâm Hàn Quốc hay sâm Palak có tác dụng là như một loại chất là thích nghi là Arabprotein, giúp cơ thể giải tỏa stress hiệu quả, cải thiện trạng thái tinh thần và tăng khả năng đề kháng của cơ thể. Sâm giúp điều hòa, phản hồi miễn dịch và các cái thay đổi nội tiết liên quan đến stress, giảm viêm nhiễm và loại bỏ căng thẳng suy nhược do stress. Cách dùng là chúng ta có thể dùng từ 1 đến 2 gam sâm thái nát mỏng, cho vào ấm trà và đổ thêm nước sôi vào, đợi khoảng tầm 5 phút cho sâm ngấm vào có thể thưởng thức. Những người là thường xuyên bị đau bụng này, đầy trướng, căng tức, sôi bụng, phân nát, lỏng hoặc tiêu chảy, nếu dùng sâm có thể gây ra nguy hiểm đến tính mạng. Hoặc là những người cao huyết áp nữa, thì trên đây có một cái vài cái khuyến cáo mà để cho chúng ta sử dụng một cái bài thuốc y học cổ truyền một cách hiệu quả nhất. Rối loạn tiêu hóa có thể gây ra một số triệu chứng không mong muốn làm cho người bệnh xấu hổ. Nếu không chữa trị bệnh triệt để, bệnh có thể dẫn đến các bệnh mãn tính nghiêm trọng hơn. Để biết rõ nguyên nhân và cách phòng tránh bệnh này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với bác sĩ Nguyễn Đức Băng, trưởng khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Xin chào bác sĩ. Xin bác sĩ cho biết là những dấu hiệu và triệu chứng nào của bệnh rối loạn tiêu hóa? Rối loạn tiêu hóa là một thuật ngữ chung để mô tả tình trạng của người bệnh khi mà cái hệ tiêu hóa người ta trở lên không bình thường do nhiều nguyên nhân khác nhau. Thì cái biểu hiện của rối loạn tiêu hóa nó rất là dễ phát hiện ra, bao gồm có các cái triệu chứng như nôn, đau bụng, tiêu chảy và các cái hậu quả do rối loạn tiêu hóa gây nên, ví dụ như là mất nước và điện giải, hoặc là có các biểu hiện như là sốt, trụy mạch, tụt huyết áp, tiểu ít. Vậy thì những nguyên nhân nào gây nên rối loạn tiêu hóa thưa bác sĩ? Có một số cái nhóm nguyên nhân chính gây ra các rối loạn đường tiêu hóa. Thứ nhất là các cái nguyên nhân về nhiễm khuẩn, ví dụ như trong quá trình bảo quản chế biến thực phẩm, khi mà sử dụng các cái thức ăn có bị nhiễm khuẩn, ví dụ như là thương hàn hoặc là E. coli hoặc là tụ cầu, độc tố tụ cầu, đấy là cái nhóm do vi khuẩn gây ra. Cái nhóm thứ hai là nhóm do các cái tồn dư của các cái hóa chất bảo vệ thực vật, ví dụ như thuốc trừ sâu, thuốc kích thích, thuốc bảo quản mà trong quá trình sử dụng thì không lưu ý đến cái thời gian để cho cái thực phẩm nó thải trừ hết. Những ai thường mắc rối loạn tiêu hóa và những yếu tố nào làm tăng nguy cơ mắc bệnh rối loạn tiêu hóa? Rối loạn tiêu hóa thì căn nguyên chủ yếu xâm nhập vào cơ thể qua đường ăn uống, cho nên là nhóm người dễ mắc các cái bệnh rối loạn tiêu hóa là nhóm người có các cái chế độ ăn uống sinh hoạt không đảm bảo cái vệ sinh. Đấy, một là những cái nhóm người mà thường xuyên phải sử dụng thức ăn đường phố, hoặc là một số các cái đơn vị mà có cái ví dụ như công nhân làm việc trong các cái nhà máy mà cái đơn vị cung cấp suất ăn không đảm bảo, hoặc là các cái tập thể nhỏ như là nhà trẻ, nhà mẫu giáo khi mà chế biến thức ăn không đảm bảo. Ngoài ra thì cá nhân thì lẻ tẻ các hộ gia đình khi mà ăn uống phải thức ăn ô nhiễm có thể bị rối loạn tiêu hóa. Những cái yếu tố ảnh hưởng, những cái yếu tố làm tăng nguy cơ cái rối loạn tiêu hóa, thứ nhất là ở trẻ em. Đấy, khi mà cái sức đề kháng còn yếu, cái thứ hai là cái nhận thức về cái vệ sinh an toàn thực phẩm nó chưa được cao nên là hay dẫn đến rối loạn tiêu hóa. Nhóm thứ hai là nhóm người già yếu có bệnh mãn tính. Cái người này là thường phải sử dụng các cái chế độ ăn nó được chế biến một cách sạch sẽ và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để tránh cái nguy cơ rối loạn tiêu hóa. Hiện nay thì có những phương pháp nào dùng để điều trị rối loạn tiêu hóa thưa bác sĩ? Như những bệnh nhân nôn nhiều hoặc đi ngoài nhiều dẫn đến mất nước và điện giải thì cái đầu tiên là phải bù nước điện giải cho người bệnh bằng những cái dung dịch, bằng những cái phương thức phù hợp. Ví dụ như ngay ở nhà thì có thể cho người bệnh uống nhiều nước cháo muối và uống Orezon. Tại các cơ sở y tế thì có thể
bù nước điện giải cho bệnh nhân bằng đường truyền. Đấy là cái nguyên tắc chung nhất. Cái thứ hai là tùy theo cái căn nguyên gây ra cái rối loạn tiêu hóa mà có các cái phương pháp điều trị phù hợp. Ví dụ như là do nhiễm khuẩn thì phải dùng thuốc kháng sinh, do tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật vân vân thì nên dùng các cái chất nó làm cô đặc lại, tránh cho cơ thể tiếp tục hấp thu cái độc tố đó. Những thói quen sinh hoạt nào sẽ giúp hạn chế diễn tiến của bệnh rối loạn tiêu hóa? Chúng ta chỉ cần nêu cao cái ý thức về an toàn vệ sinh thực phẩm, bao gồm là thói quen ăn chín, uống chín. Đối với lại những người mà không có cái điều kiện mà nấu ăn, ví dụ như là đi làm hoặc là phải ăn cơm ngoài đường phố, thì nên chọn những cái món mà cảm quan của mình thôi, là thấy là nóng sốt và không có mùi gì lạ. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ về những thông tin vừa rồi. Khi tuổi tác đã cao, niềm vui của người cao tuổi cũng không còn nhiều nữa. Tuy vậy, xác định niềm vui sẽ góp phần làm tăng chất lượng cuộc sống, tăng sức khỏe nên câu lạc bộ di sản thơ ca Nam Hưng Yên đã được thành lập. Trải qua gần 20 năm hoạt động, câu lạc bộ đã chứng minh được rằng đây là một sân chơi bổ ích dành cho người cao tuổi. Những người cao tuổi đến với thơ ca bằng tình yêu và sự đam mê. Có người đã bước sang cái tuổi xưa nay hiếm, thế nhưng những vần thơ, câu hát vẫn luôn tràn đầy sức sống. Hồi người cao tuổi chúng ta cất tiếng ca vang xa, vui đón chào ngày kỷ niệm cuộc thi. Vâng lời thầy của bác Hồ kính yêu nhắc nhở toàn dân ta, kêu gọi hội phụ nữ ta đoàn kết góp công xây dựng nước nhà. Những cụ ông, cụ bà trong câu lạc bộ từng là giáo viên, bộ đội, bác sĩ, tất cả đều có chung niềm đam mê thơ ca. Dù ở độ tuổi khác nhau, nhưng các hội viên đã tìm thấy sự đồng cảm. Đó là những bài thơ viết tặng con cháu vào các dịp kỷ niệm, sinh nhật, ngày cưới hay những xúc cảm trước cảnh sắc quê hương trên đường đổi mới. Suốt những năm qua, câu lạc bộ là nơi để các cụ bộc bạch tính lòng của mình với mọi người qua những vần thơ, là nơi chắp cánh cho tình yêu thơ ca của người cao tuổi và cũng là nơi để các cụ chia sẻ với nhau những tâm tư, tình cảm trong cuộc sống. Mình tham gia câu lạc bộ này cùng với cả các bác đây là đã được 11 năm rồi đấy ạ. Khi mà gặp gỡ giao lưu với nhau này thì tức là mang lại cho mình cái sức sống về tinh thần rất là vui. Thì các cháu ở nhà nó đi làm thì nó rất là ủng hộ cho mẹ, thế nhiều hôm mà mẹ chuẩn bị đi này nó còn đưa đón ấy. Vâng, thế là gặp các bác này là nói chuyện rồi là hát hò cho nhau nghe, rồi làm thơ, rồi là chia sẻ về cả chuyện gia đình nữa. Thế cho nên là tuổi già của bọn mình thì là được như này là sống vui, sống khỏe, sống có ích. Cái hoạt động của người cao tuổi của khu phố Điện Biên chúng tôi, cái thứ nhất là động viên tinh thần các cụ tuổi cao gương sáng để cho các con cháu học tập. Hai nữa là các phong trào rèn luyện thơ ca và các tổ dân vũ cùng với văn nghệ của hội người cao tuổi sinh hoạt theo định kỳ, theo tuần, để làm thế nào tự các cụ cái tinh thần thoải mái, mà các con cũng mong động viên các cụ đi để hoạt động cho các cụ về tinh thần và sức khỏe. Những vần thơ tuy mộc mạc nhưng chứa đầy những cảm xúc tích cực về sự đổi thay của quê hương luôn được chọn làm chủ đề của những buổi sinh hoạt. Cứ một tháng một lần, câu lạc bộ lại tập trung giao lưu thơ tại nhà một thành viên. Trước là sinh hoạt, sau là thăm hỏi sẻ chia về sức khỏe, hoàn cảnh sống để thắt chặt tình đoàn kết. Khi tâm hồn được quan tâm chăm sóc, các thành viên đều cảm thấy cuộc sống bản thân thay đổi tích cực. Tôi thì nhiều bệnh, tiểu đường, huyết áp, hiện nay là đang hưởng cái chế độ da cam của nhà nước. Nhưng mà được các cụ động viên, tôi xác định là đã về hưu rồi, mình mạnh khỏe là để các cháu yên tâm. Chúng tôi vẫn thường nói với nhau, với bệnh tật của tuổi già là trong tư tưởng con người phải chiếm 70%. Nếu 70% ấy mà tốt thì là sức khỏe cũng được khắc phục và mọi mặt là tốt hơn lên. Người cao tuổi phải đối mặt với nhiều thách thức về sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe tinh thần. Theo thống kê, hơn 20% người từ 60 tuổi trở lên có rối loạn tâm thần hoặc bệnh lý về thần kinh. Các rối loạn phổ biến là sa sút trí tuệ và trầm cảm. Chính vì vậy, việc quan tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần cho nhóm tuổi này là vô cùng quan trọng. Những câu lạc bộ thơ ca, hội nhóm người cao tuổi thực sự là liều thuốc bổ cho tâm hồn và cả sức khỏe thể chất cho người già, là mô hình cần nhân rộng.
Chương trình Cuộc Sống Khỏe hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.